Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về top 5 skin súng mạnh nhất trong game Free Fire tính đến thời điểm hiện tại. Trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay, các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cây súng đầu tiên mà chúng ta phải nói đến chính là AK dùng lửa, với sát thương tăng 2 vạch, tốc độ bắn tăng 1 vạch và nó chỉ giảm đi chỉ số băng đạn 1 vạch thôi. Phải nói là skin này rất là ngon anh em ạ. Cây súng này thì đã xuất hiện trong game Free Fire từ lâu rồi và được rất là nhiều anh em yêu thích nó. Đơn giản là với sát thương vô cùng là mạnh mẽ, tốc độ bắn nhanh và dứt khoát thì AK-47 có thể kết liễu mọi đối thủ. Và đây là hình ảnh trải nghiệm thực tế skin AK dùng lửa nha mọi người. Cây súng AK dùng lửa được trau chuốt ngoại hình thiết kế bởi 3 màu sắc chủ đạo cơ bản: trắng, đen và đỏ, tạo ra một sự hài hòa ở AK-47. Trải nghiệm thực tế sử dụng AK-47 cho thấy tốc độ bắn nhanh và chính xác với tỷ lệ đam khá là cao. Khi các bạn bắn vào vị trí bất kỳ trên người kẻ địch sẽ là đam 42 ở phụ kiện ngon nhất. Khi bắn vào đầu AK-47 dùng lửa, đam sẽ lên đến là 231 luôn. Hiện tại thì cây AK-47 dùng lửa này đang được test dưới môi trường ngon nhất, đó là tất cả trang bị phụ kiện đều là Liber 3 và ống ngắm 4X. Các bạn thấy không ạ? Bắn rất là ngon, độ chính xác vô cùng là cao và tốc độ bắn nhanh luôn, đam thì lớn nữa. AK-47 dùng lửa sẽ là một nỗi khiếp sợ đối với mọi kẻ địch. Cây súng tiếp theo được xếp vào vị trí top 5 skin súng mạnh nhất Free Fire, đó là Scar đẳng cấp Titan, hay còn gọi tắt là Scar Titan, một cái tên vô cùng là quen thuộc đối với tất cả anh em đang chơi game Free Fire rồi đúng không nào ạ? Với cái tên này anh em không hề xa lạ gì cả. Scar Titan sát thương tăng 1 vạch, tốc độ bắn tăng 2 vạch. Đây chính là cây súng dành cho những anh em máu chiến. Scar Titan với thiết kế hầm hố mang phong cách hiện đại của tương lai với ngoại hình vô cùng là ngầu sẽ khiến cho mọi game thủ sở hữu skin súng này trở nên cực kỳ đẹp trai và xinh gái. Và sau đây sẽ là video trải nghiệm test Scar Titan thực tế. Thì các bạn có thể thấy rằng đấy là mỗi phát bắn với sát thương bình thường thì Scar gây lên 30 sát thương khi mà anh em bắn trúng bất kỳ vị trí nào trên người của kẻ địch, và sát thương vào đầu thì nó sẽ là 165 luôn nha mọi người. Đó là Scar Titan, một cây súng vô cùng là mạnh mẽ, hiện tại đang được test trong điều kiện ngon nhất với tất cả trang bị đều là trang bị Liver 3 và ống ngắm 1X nha. Phải nói là một cây súng với tốc độ bắn cực kỳ là nhanh và chính xác luôn ạ. Các bạn thấy không ạ, tốc độ bắn khủng khiếp của Scar Titan đang làm chao đảo cộng đồng game Free Fire. Sẽ thật là một điều vô cùng đáng tiếc nếu như XM8 không có mặt ở trong danh sách này nhỉ. XM8 quái thú với tốc độ bắn tăng thêm 2 vạch. Phải nói là hiện tại thì XM8 nó là cây súng có tốc độ bắn nhanh nhất trong tất cả các dòng súng trường hiện tại trong game Free Fire luôn. XM8 quái thú hiện tại đang được bình chọn là cây súng được yêu thích nhất trong game Free Fire. Và đây là những hình ảnh trải nghiệm thực tế của XM8 quái thú. Thì các bạn thấy không ạ, màu sắc trên cây XM8 quái thú cực kỳ là rực rỡ, sẽ rất là thích hợp cho những thanh niên mà thích nổi bật. Phải nói là XM8 quái thú bắn cực kỳ là nhanh và chính xác. Mỗi phát bắn vào đầu của XM8 sẽ gây ra 181 sát thương luôn, và phát bắn thường thì sẽ là 33 sát thương. Phải nói là tốc độ bắn vô cùng nhanh và khủng khiếp, nên là XM8 đang được yêu thích nhất trong game Free Fire luôn. Cây súng được mọi người tin dùng rất là nhiều luôn, và nhà nhà tin dùng này, cả cộng đồng tin dùng luôn anh em ạ. Phải nói là XM8 quái thú là một siêu phẩm trong game Free Fire. Vị trí tiếp theo không thể không nhắc đến chính là dòng tiểu liên MP40. Hiện tại thì đại diện cho dòng MP40 chính là cây súng MP40 bích vàng với chỉ số vô cùng mạnh mẽ, sát thương tăng 2 vạch, tốc độ bắn tăng 1 vạch. Vâng, với chỉ số khủng khiếp như vậy thì hiện tại MP40 bích vàng đang được rất nhiều mọi người yêu thích và anh em sử dụng hàng ngày trong mỗi trận đấu đi đôi với súng trường. MP40 bích vàng được thiết kế bằng vàng nguyên khối, tạo ra một vẻ sang trọng cho người dùng với ánh kim loại vô cùng là lấp lánh đến từ vàng 9999. Phải nói là ngoại hình của MP40 bích vàng vô cùng là sang trọng luôn. Và để có được cây súng này thì anh em chắc chắn là cũng phải bỏ ra khá là nhiều tiền để quay cái vòng quay chế tác đúng không nào. Với trải nghiệm sử dụng MP bích vàng thực tế thì các bạn thấy không ạ, khi mà bắn ở tầm xa thì đam của những cây tiểu liên dao động khá là nhiều, mà nếu như sát thương ổn định và tầm bắn
bắn vừa phải thì ok, với những phát bắn bình thường gây lên 25 sát thương và những phát bắn vào đầu sẽ gây ra 137 sát thương. Và các bạn thấy không ạ, MP40 bích vàng có một chỉ số rất là ngon đúng không ạ? Hiện tại thì MP40 bích vàng đang được rất là nhiều game thủ chuyên nghiệp lựa chọn làm cây súng chính trong những trận đấu của họ. Vị trí cuối cùng trong video của chúng ta ngày hôm nay về top 5 cây súng mạnh nhất Free Fire đó là P90 Hành Quyết. Mặc dù chỉ mới ra mắt thôi nhưng mà P90 Hành Quyết đã gây ra được tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng Free Fire với chỉ số là sát thương tăng 1 vạch, tốc độ bắn tăng 2 vạch luôn. Phải nói là P90 Hành Quyết là một cây súng vô cùng là hot ở thời điểm hiện tại. Và đây là hình ảnh trải nghiệm thực tế về P90 Hành Quyết. Các bạn có thể thấy rõ được đấy là nguồn sức mạnh đến từ P90 Hành Quyết. Các bạn thấy không ạ, với thiết kế đó là màu tím và màu hồng xen kẽ với nhau. Khi cầm P90 trên tay thì các bạn có thể thấy rằng là uy lực của cây súng này với sát thương vào đầu sẽ là 132, sát thương vào một vị trí bất kỳ trên cơ thể sẽ dao động từ 22 đến 25. Phải nói là với nguồn sức mạnh của P90 Hành Quyết này thì phải nói là đây là một cây súng vô cùng là tuyệt vời. Như vậy thì ngày hôm nay mình đã thông tin cho anh em về 5 cây súng mạnh mẽ nhất trong game Free Fire. Nếu như mà anh em thích nội dung của mình, đừng quên hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Mình sẽ làm thêm rất là nhiều những video về top 5 trong game Free Fire. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.